Chào các bạn, chúng ta vừa học xong các bài tập đọc trong chủ điểm gia đình. Hôm nay, cô giới thiệu với các bạn một chủ điểm mới, đó là chủ điểm về thiên nhiên đất nước. Thiên nhiên đất nước ta có gì đẹp? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu qua bài tập đọc Hoa Ngọc Lan. Mục tiêu của tiết học này là đọc đúng toàn bài, hiểu nội dung bài đọc. Cô mời các bạn mở sách giáo khoa trang 64 và lắng nghe cô đọc mẫu. Hoa Ngọc Lan. Ở ngay đầu hè nhà bà em có một cây hoa ngọc lan. Thân cây cao, to, vỏ bạc trắng, lá dày, cỡ bằng bàn tay, xanh thẫm. Hoa lan lấp ló qua kẽ lá, nụ hoa xinh xinh, trắng ngần. Khi hoa nở, cánh xòe ra duyên dáng. Hương lan ngan ngát, tỏa khắp vườn, khắp nhà. Vào mùa lan, sáng sáng, bà thường cài một búp lan lên mái tóc em. Trong bài các bạn thấy có những từ nào khó đọc? Thông thường chúng ta hay đọc sai một số các từ sau. Hoa lan, lá dày, lấp ló, trắng ngần, ngan ngát. Các bạn có biết không, hoa lan còn có tên gọi khác là sứ ngọc lan. Hoa có 9 cánh, hình chuông, nở vào tháng 3. Mùa hoa nở có thể kéo dài đến tháng 8. Ở những nơi có nhiệt độ cao, hoa có thể nở từ tháng 12 đến tháng 1 năm sau. Đó các bạn. Cây hoa có lá dày. Lá dày là lá có bề dày lớn hơn mức bình thường hoặc lớn hơn so với những vật khác cùng loại. Thế, có bạn nào biết lấp ló là gì không? À, đúng rồi, lấp ló là ló ra rồi khuất đi, khi ẩn, khi hiện, liên tiếp. Còn trắng ngần là gì? Trắng ngần là trắng và bóng, vẻ tinh khiết, sạch sẽ. Và từ ngan ngát ở đây có nghĩa là một mùi hương dễ chịu và lan tỏa ra xa đấy. Chúng ta cùng quan sát bài đọc và cho cô biết. Bài đọc gồm mấy câu? Các bạn có đếm được tất cả là 8 câu không? Câu 1. Bắt đầu từ ở ngay đầu hè đến hoa ngọc lan. Câu 2. Bắt đầu từ thân cây đến bạc trắng. Câu 3. Bắt đầu từ lá dày đến xanh thẫm. Câu 4. Bắt đầu từ hoa lan đến kẽ lá. Câu 5. Bắt đầu từ nụ hoa đến trắng ngần. Câu 6. Bắt đầu từ khi hoa nở đến duyên dáng. Câu 7. Bắt đầu từ hương lan đến khắp nhà. Và câu 8 là câu còn lại. Bây giờ chúng ta cùng luyện đọc từng câu nhé. Ở ngay đầu hè nhà bà em có một cây hoa ngọc lan. Thân cây cao, to, vỏ bạc trắng, lá dày, cỡ bằng bàn tay, xanh thẫm. Hoa lan lấp ló qua kẽ lá, nụ hoa xinh xinh, trắng ngần. Khi hoa nở, cánh xòe ra duyên dáng. Hương lan ngan ngát, tỏa khắp vườn, khắp nhà. Vào mùa lan, sáng sáng, bà thường cài một búp lan lên mái tóc em. Bài đọc chia làm 3 phần chính, hay còn gọi là 3 đoạn đấy các bạn ạ. Các bạn hãy dùng bút chì đánh dấu số đoạn giống như trên màn hình của cô nhé. Đoạn 1. Giới thiệu nhà bà của bạn nhỏ có cây hoa ngọc lan và đặc điểm của cây, nên bắt đầu từ ở ngay đầu hè cho đến xanh thẫm. Đoạn 2. Tả về vẻ đẹp và mùi hương của hoa ngọc lan, nên bắt đầu từ hoa lan cho đến khắp nhà.
Đoạn 3. Hình ảnh người bà sáng nào cũng cài một bút hoa ngọc lan lên tóc của bạn nhỏ, nên đó sẽ là câu cuối cùng. Bây giờ cô và các bạn luyện đọc lại từng đoạn. Đoạn 1. Hoa ngọc lan. Ở ngay đầu hè nhà bà em có một cây hoa ngọc lan. Thân cây cao, to, vỏ bạc trắng, lá dày, cỡ bằng bàn tay, xanh thẫm. Đoạn 2. Hoa lan lấp ló qua kẽ lá, nụ hoa xinh xinh, trắng ngần. Khi hoa nở, cánh xòe ra duyên dáng, hương lan ngan ngát, tỏa khắp vườn, khắp nhà. Đoạn 3. Vào mùa lan, sáng sáng, bà thường cài một bút lan lên mái tóc em. Các bạn lưu ý, khi đọc, ta chú ý đọc to, rõ, đọc cả đề bài. Trong một câu phải biết đọc ngắt hơi sau dấu phẩy và nghỉ hơi sau dấu chấm. Ta đọc bài chậm rãi, nhẹ nhàng để thấy được vẻ đẹp, hương thơm của hoa ngọc lan như thế nào nhé. Bây giờ cô và các bạn đọc lại toàn bài một lần nữa nào. Hoa ngọc lan. Ở ngay đầu hè nhà bà em có một cây hoa ngọc lan. Thân cây cao, to, vỏ bạc trắng, lá dày, cỡ bằng bàn tay, xanh thẫm. Hoa lan lấp ló qua kẽ lá, nụ hoa xinh xinh, trắng ngần. Khi hoa nở, cánh xòe ra duyên dáng, hương lan ngan ngát, tỏa khắp vườn, khắp nhà. Vào mùa lan, sáng sáng, bà thường cài một bút lan lên mái tóc em. Bây giờ cô sẽ cùng các bạn tìm hiểu ý nghĩa của bài đọc này. Ta có thể tìm biểu tượng dấu chấm hỏi ở sách giáo khoa trang 65 để rõ hơn. Các bạn đọc thầm lại đoạn 1 và đoạn 2 để trả lời câu hỏi 1. Nụ hoa lan màu gì? Để trả lời cho câu hỏi này, các bạn hãy đọc kỹ câu hỏi và chọn ý đúng một trong ba ý sau đây. A. Bạc trắng. B. Xanh thẫm. C. Trắng ngần. Và kết quả của nụ hoa lan màu gì, ta sẽ chọn ý đúng là ý C. Trắng ngần. Ta tiếp tục đến với câu hỏi 2. Hương hoa lan thơm như thế nào? Để trả lời cho câu hỏi này, các bạn hãy đọc thầm đoạn 2 nhé. À, đúng rồi, đó là hương hoa lan thơm ngan ngát. Qua bài đọc, chúng ta biết được vẻ đẹp, hương thơm của hoa ngọc lan nói riêng và của các loài hoa khác nói chung, chính là sự ban tặng của thiên nhiên đối với cuộc sống của mỗi con người chúng ta. Vậy, để có được hoa thơm, cỏ lạ, mỗi cá nhân các bạn, ta cần phải làm gì? Đó là ta hãy luôn là người chăm sóc, bảo vệ cây cối để lúc nào ta cũng được ngắm nhìn hoa đẹp, ngửi được hương thơm của chúng, phải không các bạn? Tiết học của chúng ta đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học sau nhé.